Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi chiều thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019, Thanh Nguyễn rất vui mừng được setup một chiếc vang số dòng họ nhà vua, đó là chiếc vang số DB Acoustic có một đèn là S600. Thì chiếc vang số là Thanh Nguyễn set cho bác Lê Minh Hải ở phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Và bác ấy lấy một chiếc vang số DB Acoustic có một đèn là S600. Và bác lấy một đôi súp Mỹ loài 350 có một điện là 818. Đây bác phải làm sự kiện. Thế là bác chơi một đôi Mỹ loài này. Nhà bác ấy cũng đã có một đôi là 838 rồi. Như này rồi. Đấy, một đôi này. Và bác làm sự kiện thì bây giờ Thanh Nguyễn sẽ hướng dẫn bác cách kết nối. Nhà bác ấy bác báo là bàn nhà bác có 3 cục đẩy. Có 3 cục đẩy đúng không? 3 cục đẩy crown và một chiếc mic BBS 3.2. Thì bác Hải chú ý này, chiếc mic BBS ấy thì bác sẽ đặt cho em cái số vô lượng ấy, vô lượng của mic đấy khoảng tầm 20 đến 23, trong khoảng từ 20 này đến 23 cái vô lượng này. Cái này là mic xua em để khoảng 12 giờ, mic xua để 12 giờ. Bác phải nhớ nhá, làm đúng tuân thủ thế thì không dít mic nhá, là từ 20-25. À, tùy bác. Đầu tiên bác để em 20 em cái vôn mic, cái vôn mic của hai bên ấy, BBS mà trong clip mà em đã có giới thiệu về cái dòng mic BBS đấy, cách cân chỉnh và lấy lại được số. Thì bác để em 20. Cái vôn mic của mic BBS ấy để 20. Đẩy crown thì tiếng nó hơi lì. Cái đẩy crown tiếng hơi lì thì bác để em 2 giờ. Đấy. Hai cục đẩy đánh full nhá. Hai cục đẩy đánh full. Crown nhà bác có hai cục đẩy crown đúng không? 1200. Thì một cục đẩy đánh súp này thì hai cục đẩy đánh full. Bác để em 2 giờ. 2 giờ. Tức là 2 giờ chiều, đây là 12 giờ nhé, 2 giờ chiều này, vô lượng này. Đấy, vô lượng để em là 2 giờ chiều, 2 mic, 2 cục đẩy, đây em ví dụ đây, 2 cục đẩy crown đây, ví dụ nhá. Em không có crown nhưng em ví dụ này, crown đây. Và để 2 giờ chiều, 2 giờ chiều, 2 cục đẩy 2 giờ chiều, được chưa? Và cái súp thì bác tùy ý, bác to nhỏ súp là tùy ý. Thế thì em sẽ hướng dẫn cách bác đánh dồn kênh của cục đẩy đánh súp nhá. Em hướng dẫn cách đánh dồn kênh này của cục đẩy đánh súp, bác lưu ý nhá. Cho em này, đây là anh full. Nhà bác là có một đôi loa là 938 này và một đôi loa 818, hai đôi. Bây giờ cắm như sau này. Đây ví dụ bác một cụ đẩy đầu tiên là bác đánh cho em là đây, thì em setup này, nhạc vào là AUX1, được chưa? Mic cắm hai đường này. Đấy, nhạc vào là AUX1, bác có thể nhìn AUX1 đây. Đây, AUX1 nhá. Mic thì một trong hai lỗ là được cả. Thì em sẽ cho bác bốn lỗ như nhau. Đây bác nhìn thấy vang số này. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Thì 1 là G. 2 là L. 1 là G, 2 là L. Left line đấy. 3 là G và 4 là L. Thì bác lấy em này. 1 2 1 2 1 2 như thế này, cắm với cụ đẩy tiếp crown. Đây bắt đấu với một đôi loa, thấy chưa? Và cổng tiếp theo đây, cổng tiếp cổng 3 4, đấu cụ đẩy thứ hai, thấy chưa? Đấu cụ đẩy thứ hai, tìm mỗi cụ đẩy này bắt đánh một đôi loa đúng không? Xong chưa? 1 2 này đánh một cụ đẩy này, 3 4 cụ đẩy này. Còn cổng 5 là cổng em setup, cổng súp, cổng 5 nhá, cổng 5 cổng súp. Thì bác đánh cho em cũng đẩy anh súp, đánh súp thì bác cho em là đánh dồn kênh nhá. Ví dụ đây, cờ nào bác có dồn kênh, nó ghi là parallel. Thì bác chỉ cần gạt em phát này thôi, gạt phát này thôi. Bác cắm cho em một phát vào cái lỗ, cờ nào nó kênh A anh ơi, thì bác cắm em kênh A. Đấy, kênh A này, thì công suất nó sẽ ra bình thường hai cửa này. Súp là một cây dây nhá, súp là một dây thôi, thấy đúng chưa? Thì gạt parallel là para này. Đấy thì đánh được hai kênh luôn, linh hiệu. Đấy bác chú ý nhá, thế là 1 2, cổng ra 1 2 là đánh một cụ đẩy, cổng 3 4 đánh một cụ đẩy, và cổng 5 là đánh một cụ đẩy tiếp crown, là đánh là 5 là đánh cho súp. Đấy lưu ý em nhá, nó chỉ thế thôi là hết. Và nhớ là
mình lưu ý một chút, thông minh một chút là với cái chỉ đáy này, hãy cho hợp lý, không cho mic nó rít. Thì em sẽ hát ba này, một là hát Eco Zivon, hai là Zivon, ba là MC và bốn là hội nghị. Bác lưu ý em nhé. Một Eco Zivon, hai Zivon, ba là hội nghị và bốn là ba là MC. Lưu ý như vậy. Đọc cam đây. Và to nhỏ nhạc đây. Nhỏ nhạc này, to nhạc này, nhỏ mic, to mic. Bác nhìn đây, nhỏ mic này. Đấy, 10 mic này. Thắng mic này. Nhạc này. Nhỏ này. Đấy, ok. Thì đây là cái cách thức mà làm mà bác nhớ đấy. Đấy. Một là Eco Zivon, hai là Zivon, ba là MC và bốn là hội nghị. Rồi em quay thử phát nào. Dây loài em hơi ngắn, hôm nay hết dao soli rồi. Hết dao soli rồi cho nên là rất là khó. Hết dao soli mất rồi. Cái này nó hơi trục trặc quá nhá, đầu nó hơi kém. Bác về bác lấy dưới góc hàn này em cái. Cái đầu nó hơi kém. Hơi kém một chút, em về bác hàn này họ lại em cái. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, 2 này. Gì vợ, 1 2 3 4 5 6. 3 này. MC. Và 4 hội nghị. L, kính thưa các cụ, câu các bà. Đó, thiện mới nhá. Đấy, thì em sẽ hát cho bác là nhớ cái thông số bác đặt nhá. Chịu có xem. À, thử rất là ngon này. Quả trầm Mỹ loài. Không mua điên là 818 xe lên đường. Thế nhá, một đôi đây. Thử rất kỹ càng rồi. Rất kỹ càng. Có bác nhu cầu về những dòng loa Mỹ loài liên hệ với em nhé. 826 này. Phát xa cây số. Và ô tô đã được mở đít. Và ngày nay em về rất nhiều các quả trầm điện bãi Mỹ nhá. JBL bát 40 lặng khoảng 48 kg, 48 kg một quả bãi Mỹ này. Cầm điện rất phù hợp anh em ghép như các cái dòng loa như là bốt máy âm ly thì các bác chỉ cần một cục trầm thôi. Đây trầm hầm thôi nhé, đây trầm hầm con này, trầm hầm nhé. Ui à, đấy, đây trầm hầm thôi nhé. Và xem clip luôn nhá, có clip hướng dẫn đấy, tí gửi clip nhá. Có clip luôn đấy. Bỏ anh nó có clip nhá. Hôm nay em về rất nhiều các loại trầm nữa nhá. Súp E3, súp E3 30, súp E3 40, súp hầm. Từ 22 cũng trong và 50. Toàn khủng này, khủng long bộ tàng.